Xin chào các em. Các em học sinh thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình dạy học online. Tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu nội dung tiết 40, bài 20 nước Đại Việt thời Lê Sơ. Và các em cũng đã được tìm hiểu nội dung phần 1 Nam Mã, tình hình chính trị. Thế thì qua cái nội dung của tiết học hôm trước thì các em đã biết được là sau khi đánh tan quân xâm lược Minh thì nhà Lê đã bắt tay vào cái việc củng cố chính quyền, đó, củng cố quân đội, quốc phòng và ban hành một bộ luật mới, và đó là bộ luật Hồng Đức. Thế thì song song với việc xây dựng chính quyền, củng cố quân đội, quốc phòng thì nhà Lê còn có nhiều biện pháp để khôi phục và phát triển kinh tế. Nền kinh tế và xã hội thời Lê có nhiều đổi mới và phát triển. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu sự phát triển của nền kinh tế và xã hội thời Lê trong nội dung của tiết học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp nội dung của bài 20 nước Đại Việt thời Lê Sơ 1428-1527. Các em mở vở ra để chúng ta ghi bài, mở sách giáo khoa để theo dõi nội dung bài học. Với nội dung của bài học ngày hôm nay đấy, thì các em cần phải nắm được cho cô hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế dưới thời Lê. Và nội dung thứ hai là các em sẽ tìm hiểu và nêu được cho cô giáo các giai cấp và tầng lớp trong xã hội thời Lê. Và hai nội dung này thì ở tiết học trước cô đã yêu cầu các em về tìm hiểu trước nội dung hai cái nội dung này rồi, đúng không ạ? Trước hết thì như các em đã biết, 20 năm dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Minh thì nước ta lâm vào tình trạng xóm làng điêu tàn, đồng ruộng bỏ hoang, đời sống nhân dân cực khổ. Sau khi dẹp tan giặc ngoại xâm thì Lê Lợi ra nhiều chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống của nhân dân. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ nhất của tiết học ngày hôm nay. Là một phần 1 kinh tế. Thế thì nói về kinh tế cũng như các cái nội dung chúng ta tìm hiểu về tình hình kinh tế dưới các triều đại nhà Lý và nhà Trần thì sẽ gồm có 3 lĩnh vực, đó là nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Vậy trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình kinh tế nông nghiệp dưới thời Lê Sơ. Vậy thì nhà Lê đã có thực hiện những cái chính sách gì để khôi phục và phát triển nền kinh tế nông nghiệp nước ta? Nào, các em hãy suy nghĩ cho cô giáo nội dung và trả lời câu hỏi. Nhà Lê đã có thực hiện những biện pháp gì để phục hồi và phát triển nền kinh tế nông nghiệp? Những chính sách mà nhà Lê đã thực hiện để phục hồi và phát triển nền kinh tế nông nghiệp của nước ta. Thứ nhất, đó là sau chiến tranh thì nhà Lê đã cho 25 vạn lính cho 25 vạn lính về quê để làm ruộng. Số binh lính còn lại là thay phiên nhau về làm ruộng. Sau chiến tranh, nhà Lê cho 25 vạn lính về quê làm ruộng. Binh lính thay phiên nhau về làm ruộng. Tức là tổng số người nhà Lê có là 35 vạn lính và cho 25 vạn lính về quê làm ruộng, còn lại 10 vạn lính thường trực. Thì nhưng cái số lính thường trực này thì cũng thay phiên nhau về làm ruộng, tức là thực hiện cái chính sách như là ngụ binh ư nông đấy, mà như chúng ta đã tìm hiểu. Chính sách thứ hai là nhà Lê kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng. Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng. Chính sách thứ ba
là nhà Lê đặt một số chức quan chuyên trách. Đặt một số chức quan chuyên trách. Tức là một số chức quan này chuyên lo về sản xuất nông nghiệp. Và đó là những chức quan gì? Đó là chức khuyến nông sứ. Đấy, như là khuyến nông sứ. Thì khuyến nông sứ là có là chức quan phụ trách công việc khuyến khích phát triển nghề nông. Cái chức quan thứ hai là đồn điền sứ, là chức quan phụ trách công việc khai hoang, phụ trách công việc khai hoang. Và chức thứ ba là hà đê sứ, là chức quan phụ trách công việc đê điều. Như vậy đó là một số chức quan chuyên trách để chuyên lo về sản xuất nông nghiệp. Đấy, là cụ thể là ba chức quan khuyến nông sứ, đồn điền sứ và hà đê sứ với những cái chức trách được giao là như vậy. Chính sách phát triển nông nghiệp thứ tư đó là nhà Lê thực hiện phép quân điền. Thực hiện phép quân điền. Thế thì phép quân điền ở dưới thời nhà Lê đấy là cứ 6 năm thì chia lại ruộng đất công làng xã một lần. Các quan thì được nhiều ruộng và phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn thì cũng được chia ruộng. Thì đó là một số cái nội dung chính trong phép quân điền của nhà Lê. Tức là cứ 6 năm thì chia lại ruộng đất công làng xã một lần. Và các quan thì được nhiều ruộng hơn, phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn thì cũng được chia ruộng. Và chính sách thứ năm là cấm giết trâu bò, cấm điều động dân phu lúc mùa màng. Cấm giết trâu bò, cấm điều động dân phu lúc mùa màng. Vậy qua những chính sách này thì chúng ta thấy là có thể nói rằng là nhà Lê rất quan tâm và có nhiều biện pháp tích cực để phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy mà sản xuất nông nghiệp được nhanh chóng phục hồi và phát triển, và đời sống nhân dân được cải thiện. Như vậy là với những cái chính sách nông nghiệp mà nhà Lê đã thực hiện trên ấy, thì kết quả là nền nông nghiệp được phục hồi và phát triển. Và sự phát triển của nền nông nghiệp nước ta ở thời Lê đấy đã được thể hiện qua một cái câu mà trong nhân dân ta đấy thì có câu ca như thế này là đời vua Thái Tổ Thái Tông thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn. Và sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp đã kéo theo sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp của nước ta. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo là tìm hiểu tình hình phát triển của các nghề thủ công nghiệp nước ta dưới thời Lê. B. Thủ công nghiệp. Thủ công nghiệp. Vậy thì các em hãy tìm hiểu xem là tình hình phát triển của các nghề thủ công nghiệp của nước ta dưới thời Lê đấy thì phát triển như thế nào? Phát triển như thế nào? Với cái biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp thời Lê đấy là được phát triển, được thể hiện đấy, qua những cái biểu hiện như sau. Thứ nhất là các nghề thủ công truyền thống, tức là ở các làng xã đấy, thì ngày càng phát triển. Các nghề thủ công truyền thống ở các làng xã ngày càng phát triển. Các nghề thủ công truyền thống ở các làng xã ngày càng phát triển. Điều kiện thứ hai là nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời. Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời. Như làng gốm ở Bát Tràng, Hà Nội, Chu Động, Hải Dương, Đúc Đồng, Đại Bái, Bắc Ninh và nghề rèn sắt ở Vân Tràng, Nam Định. Rèn sắt ở Vân Tràng, Nam Định. Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời. Như làng gốm Bát Tràng, Hà Nội, Chu Động, Hải Dương, Đúc Đồng, Đại Bái, Bắc Ninh, rèn sắt ở Vân Tràng, Nam Định. Rèn sắt Vân Tràng, Nam Định. Thế và Thăng Long là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công. Thăng Long cũng là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công. Như là nghề tàm, dệt vải lụa, yên thái, làm giấy, hàng đào, nhuộm điều, vân vân. Các công xưởng nhà nước quản lý được gọi là cục bách tác. Cục bách tác chuyên sản xuất đồ dùng cho vua, vũ khí, đúc tiền và đóng thuyền.
Các công xưởng nhà nước quản lý được gọi là cục bách tác, chuyên sản xuất đồ dùng cho vua, vũ khí, đúc tiền và đóng thuyền, vân vân. Như vậy các em hiểu là cục bách tác là cơ quan quản lý các xưởng thủ công nhà nước thời phong kiến, đúng không ạ? Các em hãy quan sát lên màn hình, và đây là một số sản phẩm đồ gốm dưới thời Lê. Đây là một số cái sản phẩm đồ gốm ở Chu Đậu, Hải Dương, là một trong những cái sản phẩm đồ gốm rất là được ưa chuộng thời bấy giờ. Đồ gốm Chu Đậu, Hải Dương. Và đây là một số sản phẩm của làng gốm Bát Tràng thời Lê. Đấy, vậy chúng ta nhìn thấy đấy, với những cái sản phẩm rất là tinh xảo, rất là độc đáo, với những cái hoa văn cũng như là chất men sứ cũng rất là đặc biệt, rất là đẹp. Và tiếp theo là hình ảnh của nghề rèn sắt ở Vân Tràng, Nam Định. Này, với một số những cái sản phẩm của nghề rèn sắt là những cái nông cụ, những cái đồ dùng dụng cụ trong gia đình. Và các em quan sát trên màn hình chúng ta thấy rất rõ. Và đây là làng rèn sắt ở Vân Tràng, Nam Định. Như vậy có thể nói rằng là thủ công nghiệp ở nước ta thời kỳ này rất là phát triển, với nhiều ngành nghề, với những cái sản phẩm cũng hết sức là đa dạng, đúng không? Cùng với sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp thì tình hình thương nghiệp nước ta thời kỳ này như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở nội dung tiếp theo. Và đây là sản phẩm, đây là sản phẩm của nghề đúc đồng Đại Bái ở Bắc Ninh. Thì ở đây thì hầu như là một số cái sản phẩm ngày nay rất là tinh xảo, rất là đẹp. Những bức tranh đồng, rồi đồ thờ bằng đồng, rồi chuông đồng, lư đồng. Cùng với sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp thì tình hình thương nghiệp nước ta thời kỳ này cũng rất là phát triển. Ra sang nội dung phần tiếp theo, phần C, thương nghiệp. Thế thì sự phát triển của thương nghiệp nước ta ở thời Lê đấy được biểu hiện như thế nào? Thương nghiệp ở đây chính là thể sự phát triển của buôn bán, đúng không ạ, của các chợ. Vậy thì biểu hiện thứ nhất của sự phát triển thương nghiệp là nhà nước khuyến khích lập chợ mới và họp chợ. Nhà nước khuyến khích lập chợ mới và họp chợ. Ban hành điều lệ thành lập chợ và họp chợ. Ban hành điều lệ thành lập chợ và họp chợ. Trong dân gian ấy, hễ có dân là có chợ để lưu thông hàng hóa, mở đường giao dịch cho dân. Thăng Long là trung tâm buôn bán lớn nhất và sầm uất nhất. Ngoài Thăng Long thì hầu hết các chợ thì nằm ở các địa phương. Mỗi xã có một chợ hoặc vài xã lân cận có một chợ chung. Chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng gọi là ngày phiên chợ. Và thời Lê Thánh Tông thì quy định đấy, trong điều lệ họp chợ thì thời Lê Thánh Tông quy định các xã chưa có chợ có thể lập thêm chợ mới. Ngày họp chợ không mới không trùng với ngày họp chợ cũ hay trước ngày họp chợ cũ để tránh tình trạng tranh giành khách hàng của nhau. À, thì đó là về cái điều lệ họp chợ từ thời Lê Thánh Tông có một số quy định như vậy. Thế thì ở đây đấy, trên thực tế thì chúng ta thấy ấy, thì ở cái khu vực gần địa phương chúng ta ngày nay vậy là hầu như ở các làng xã thì đều có chợ, đúng không ạ? Thế và chợ phiên ấy, thì các em thấy là ví dụ như ở địa phương chúng ta là có chợ mới, thì chợ mới thì họp vào ngày mùng 5 mùng 10, đúng không ạ? Thế và trên ở xã trên là chợ có chợ đặng đấy. Thì chợ đặng thì họp vào ngày mùng 2 và mùng 7. Thế và trên nữa là có chợ đanh. Chợ đanh thì được họp vào ngày mùng 4 và mùng 9. Thế và bên kia sông ấy, thì làng Sêu thì có chợ Sêu họp vào ngày mùng 6, mùng 1 và mùng 6, đúng không ạ? Thế và bên dưới địa phương của chúng ta là có chợ Dầu. Đấy, chợ Dầu thì họp cũng vào với ngày mùng chợ Dầu thì đấy là cũng vào họp vào ngày cô nhớ không nhầm là cũng cùng với cái chợ đanh mùng 4 và mùng 9. Đấy. Thế thì tức là các chợ thì họp vào những cái ngày
nhất định trong tháng, đúng không ạ? Thế và các làng lân cận thì cái ngày họp chợ là không được trùng nhau, đúng không ạ? Không được trùng nhau. Thế và ngày nay thì các cái phiên chợ này cũng ngày họp chợ, các phiên chợ cũng vẫn được duy trì. Thế thì ngoài việc là khuyến khích lập chợ và có ra điều lệ thành lập chợ và họp chợ, thì đấy là việc buôn bán ở trong nước, đúng không ạ? Thế còn buôn bán với nước ngoài đấy, buôn bán với nước ngoài thì cũng được duy trì ở một số cửa khẩu như là Vân Đồn, Vạn Ninh ở Quảng Ninh, Hội Thống Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tuyên Quang. Buôn bán với nước ngoài được duy trì ở một số cửa khẩu như là Vân Đồn, Vạn Ninh ở Quảng Ninh, Hội Thống Hà Tĩnh và Lạng Sơn, Tuyên Quang. Đấy là một số nơi để trao đổi buôn bán hàng hóa với nước ngoài. Thì các em hãy quan sát lên màn hình, đây là một số cái cảnh họp chợ, chợ phiên. Ảnh phía trên đây là chợ ở Thăng Long, phố cổ Thăng Long, và phía dưới cũng là một cảnh phiên chợ ở địa phương. Vậy thì qua đây các em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nước ta dưới thời Lê, đúng không ạ? Vậy thì qua những cái biểu hiện phát triển về kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp thì chúng ta thấy là chứng tỏ là nền kinh tế ở thời Lê chúng ta đã rất là phát triển. Và với cái nền kinh tế mà được phục hồi phát triển như vậy thì đời sống nhân dân được ổn định và nâng cao, và xã hội ổn định. Thế thì với sự phát triển của cái nền kinh tế nước ta dưới thời Lê thì về mặt xã hội thời Lê có gì thay đổi, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sang nội dung phần 2 của tiết học ngày hôm nay, đó là tìm hiểu về tình hình xã hội thời Lê. Thế thì cùng với sự tồn tại của giai cấp cũ là sự xuất hiện của những tầng lớp mới, vậy xã hội thời Lê có sự phân hóa ngày càng sâu sắc. Vậy em hãy cho cô giáo biết là xã hội thời Lê có những giai cấp và tầng lớp nào? Xã hội thời Lê có những giai cấp và tầng lớp nào? Và các em hãy quan sát cho cô giáo được đồ trên màn hình, sơ đồ sự phân hóa xã hội thời Lê. Thế thì ở đây đấy thì xã hội thời Lê gồm có những giai cấp, đó là hai trong đó cụ thể, đó là hai giai cấp cơ bản là địa chủ phong kiến và nông dân. Địa chủ phong kiến và nông dân. Thế thì địa chủ phong kiến thì gồm có những cái thành phần nào là địa chủ phong kiến? Địa chủ phong kiến gồm có đó là vua quan và những chủ ruộng đất. Chủ ruộng đất tức là địa chủ, là giai cấp thống trị có cuộc sống sung sướng dựa trên sự bóc lột của nhân dân, có nhiều ruộng đất và nắm trong tay nhiều quyền lực. Có thể nói đây là giai cấp thống trị xã hội, vừa có địa vị về chính trị, vừa có thế lực về kinh tế. Giai cấp thứ hai đó là giai cấp nông dân, thì chiếm đa số trong dân cư, có ít hoặc không có ruộng đất, phải cày cấy ruộng đất công hoặc cày cấy ruộng thuê của địa chủ quan lại, phải nộp tô, thuế và đi phục dịch cho nhà nước, tức là đi phu đi lính này, là giai cấp bị bóc lột và nghèo khổ trong xã hội. Bên cạnh hai cái giai cấp cơ bản thì xã hội thời Lê còn có một số các cái tầng lớp xã hội khác, đó là tầng lớp thợ thủ công, thương nhân và tầng lớp nô tỳ. Thế thì thợ thủ công và thương nhân ấy thì trong xã hội thời Lê ngày càng đông nhưng không được xã hội coi trọng. Nô tỳ là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do làm nô tỳ, nên số lượng nô tỳ giảm dần so với trước. Tức là dưới thời Lê đấy thì số lượng nô tỳ giảm dần. Chủ trương hạn chế nuôi và buôn bán nô tỳ có tác dụng tích cực trong việc tăng cường lực lượng tham gia lao động và thúc đẩy sản xuất phát triển. Đấy là cái tác dụng của cái việc hạn chế nuôi và mua bán nô tỳ của thời Lê.
đã làm tăng cường cái lực lượng tham gia lao động và thúc đẩy sản xuất phát triển. Đó là toàn bộ cái nội dung của tiết học ngày hôm nay. Chúng ta đã tìm hiểu xong hai nội dung, đó là về kinh tế, xã hội nước ta dưới thời Lê. Và để khái quát nội dung của bài học ngày hôm nay thì các em hãy theo dõi cho cô giáo. Đấy, như vậy là xã hội đấy, có hai giai cấp, địa chủ phong kiến và nông dân. Đấy, các tầng lớp xã hội khác có thương nhân, thợ thủ công và nô tỳ. Đây các em hãy quan sát cho cô giáo sơ đồ khái quát nội dung bài học. Nước Đại Việt thời Lê. Thứ nhất về kinh tế có nông nghiệp. Về nông nghiệp thì có một số chính sách cho lính về quê làm ruộng, kêu gọi dân phiêu tán về quê để làm ruộng, đặt các chức quan chuyên trách và thực hiện phép quân điển. Thứ hai là về thủ công nghiệp. Thì có thủ công nghiệp ở các làng xã, tức là các nghề thủ công truyền thống thì ngày càng phát triển. Thứ hai là xưởng thủ công nhà nước gọi là của Bách Tác đấy, thì sản xuất đồ dùng cho vua rồi vũ khí đóng thuyền vân vân. Vâng. Thứ hai là thương nghiệp. Thế và đặc biệt là Thăng Long thì đã tức là xuất hiện một số các cái làng nghề thủ công nổi tiếng như là làng gốm Bát Tràng, Chu Đậu, Bát Tràng Hà Nội, Chu Đậu Hải Dương, đúng không ạ? Nghề đúc đồng Đại Bái, nghề rèn sắt ở Vân Tràng Nam Định. Về thương nghiệp thì có buôn bán trong nước, thì đó là khuyến khích mở chợ và quy định điều lệ họp chợ. Còn ở nước ngoài thì một việc buôn bán với nước ngoài vẫn được duy trì qua một số cửa khẩu như là Vân Đồn, Quảng Ninh, vân vân. Về mặt xã hội thì xã hội thời Lê chia làm hai, gồm có hai giai cấp là địa chủ, phong kiến và nông dân. Thứ hai là một số tầng lớp khác, có tầng lớp thợ thủ công, thương nhân và nô tỳ. Thì đó là qua cái sơ đồ tư duy thì đây cũng chính là những cái nội dung cơ bản trọng tâm của bài học mà các em cần hiểu và nắm được cho cô. Tóm lại qua nội dung bài học hôm nay thì các em đã hiểu được nhờ sự nỗ lực của nhân dân và chính sách khuyến nông của nhà nước, nền kinh tế nhanh chóng được phục hồi và phát triển trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Cuộc sống của nhân dân được ổn định, nền độc lập và thống nhất của đất nước được củng cố, quốc gia Đại Việt là quốc gia cường thịnh nhất khu vực Đông Nam Á, trở thành quốc gia cường thịnh nhất khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ. Đấy. Về nhà thì các em học bài theo nội dung trên và các em cũng hoàn thành bài tập trong vở bài tập lịch sử cho cô. Để chuẩn bị nội dung cho tiết học sau đấy, thì các em đọc và tìm hiểu trước nội dung của mục 3. Và trong đó thì các em tìm hiểu sự phát triển và những thành tựu về văn học, khoa học và nghệ thuật thời Lê Sơ. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Và các em theo dõi bài học, ghi chép bài đầy đủ cũng như là học bài theo nội dung mà cô giáo đã yêu cầu ở trên. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.